Xin chào toàn thể anh em đam mê âm thanh đã lại quay trở lại với Hưng. Thì ngày hôm nay tôi muốn làm một video đấy, gọi là theo như tiêu đề mà anh em đang đọc, nó là sự hướng dẫn sử dụng chi tiết về con DAC Q5 Pro đấy. Còn theo như giới thiệu thì tôi cũng giới thiệu qua cho anh em, thì con DAC Q5 Pro là thuộc hãng Suka Audio nha anh em nhé, thuộc hãng Suka Audio đấy. Khi anh em hàng gửi về thì anh em sẽ nhận được một hộp màu đen như thế này. Đấy, một hộp màu đen như thế này. Anh em mở ra nhé. Mở ra. Và bên trong gói gắm rất kỹ. Đặc biệt nhé, là bên trong là khi chúng ta gửi về là luôn luôn tôi tặng cho anh em một dây quang. Anh em chờ tôi chút rồi lấy cho anh em xem qua cái loại dây quang mà tôi tặng cho anh em. Đấy, thì đây. Đấy, bao giờ nó cũng như này. Đấy, khi mở hộp ra chúng ta sẽ thấy là một dây quang bãi của Hitachi như thế này. Đấy. Và ngoài ra anh em có thể nâng cấp lên các loại dây quang cao cấp hơn thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến tôi. Tôi sẽ chiết khấu cho anh em với cái giá mềm nhất. Đấy. Đây là loại dây quang Hitachi nhá. Và đặc biệt khi anh em sử dụng dây quang Hitachi, đấy, khi anh em về đến nơi, anh em lên tháo lớp bảo vệ ra. Đấy, anh em lên nhớ là phải tháo cái lớp bảo vệ nút cao su ở trên đầu dây quang ra thì anh em sử dụng mới đảm bảo nhá. Đấy, và bây giờ ngoài dây quang này ra này, chúng ta có hướng dẫn sử dụng giờ phiếu bảo hành, nhưng mà mấy cái này không quan trọng bởi vì thường là tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em như video này, cũng như là bảo hành của tôi thì bảo hành bằng số điện thoại của anh em, thế nên là hoàn toàn yên tâm. Còn cái việc tôi bảo hành với cả hãng, tôi bảo hành với việc bản hãng thì là việc của tôi. Đấy. Còn riêng anh em là tôi bao giờ cũng bảo hành 1 năm cho anh em. Và đây là cục nguồn của nó anh em nhé. Cục nguồn của nó vẫn là 12V 1.5A. Đấy. Anh em nên nhớ là chỉ được cắm cục nguồn của nó thôi. Còn nếu anh em bị mất hay làm sao thì có thể liên hệ lại với tôi, tôi sẽ cấp cục nguồn khác cho anh em. Tuyệt đối không cắm cục nguồn linh tinh khác vào, rất có thể gây lỗi cho hệ thống cũng như là có thể không lên. Đấy. Và đây là dây USB nhé. Đây là dây USB. Dây USB này chúng ta sẽ bóc ra nhé. Dây USB này thì chúng ta kết nối từ giải mã này, từ giải mã vào máy tính thì tôi hướng dẫn sau. Đấy, và đây là một con DAC. Đấy, DAC. Đây là cổng Bluetooth anh em nhé. Đây cổng Bluetooth, dây Bluetooth. Anh em vặn vào đằng sau được nhá. Đây đằng sau đó đây, gồm cổng Bluetooth này. Đấy, tôi sẽ vặn cổng Bluetooth vào đây. Rất đơn giản. Bluetooth con này rất là ok anh em nhé. Con này là một con cao cấp trong dòng 24 bit. Đấy, con này là 24 bit này, 192 kHz. Đấy, Bluetooth đây, tôi đã kết nối xong. Đây là cổng USB này, cổng quang này, cổng đồng trục này, hai cổng AV xuống âm ly này, cổng nguồn này. Bây giờ tôi sẽ kết nối cho anh em. Đấy, phải kết nối dây nguồn nó anh em nhé. Nên nhớ là kết nối dây nguồn của nó, không được sử dụng những loại dây nguồn linh tinh, có thể gây lỗi hệ thống hoặc là ảnh hưởng đến chất của cái giải mã này. Đấy, tôi sẽ kết nối. Đấy, và tôi đã kết nối xong. Thì tôi để cái hộp xuống để cho gọn để anh em chứng kiến cho rõ. Đây. Và hiện tại thì đang tắt phải không anh em? Đang tắt. Ở trên này hiển thị đây các cổng. Cổng AUX, COSIA. Đấy, cổng này cổng đồng trục này. Cổng OPT là cổng quang, cổng USB là cổng USB vào máy tính anh em nhé, cổng máy tính. Và Bluetooth ở đây, BT ở đây là Bluetooth. Đấy, đây là cổng tai nghe anh em nhé, hai cổng 3.5. Đấy. Ngoài ra thì đây là volume nó này, volume vặn mắc như này. Đấy, nó có khía trên này đánh dấu cho anh em này. Đấy. Và đặc biệt khi mở nhá, chúng ta ấn một phát thôi, ấn một phát là nó lên. Đấy, hiện tại đang ở cổng Bluetooth. Bluetooth thì anh em kết nối bằng máy điện thoại, anh em vào phần Bluetooth của điện thoại anh em và kết nối vào. Cái điều đó là quá đơn giản rồi. Đây tôi ví dụ luôn cho anh em. Đấy, tôi ví dụ luôn cho anh em. Đấy, có nghĩa là tôi sẽ vào phần cài đặt của điện thoại. Vào phần cài đặt của điện thoại. Đấy, tôi sẽ vào phần cài đặt của điện thoại. Và sau đó phần kết nối này có Bluetooth này, tôi bật Bluetooth lên rồi nhá. Và ấn vào. Đấy, nó dò ra thiết bị mới. Đấy, BT Hi-Fi Audio. Đấy, ở bên dưới này anh em nhé. Đấy, là tôi ấn vào là đang kết nối. Đấy, kết nối rồi.
và tôi chỉ việc phát nhạc thôi. Đấy. Và đặc biệt là trước khi anh em muốn phát nhạc lấy nguồn nhạc thì chúng ta phải kết nối vào âm ly. Đấy nhá, chúng ta đã có dây AV. Tôi đã kết nối dây AV vào âm ly rồi. Dây AV này là dây AV của Hitachi anh em nhá, Hitachi loại này bãi Nhật. Hiện tại tôi đang bán lẻ với giá là 250, nhưng mà khi anh em mua giải mã thì tôi sẽ chiết khấu còn 200.000 cho một bộ dây AV. Đấy, chúng ta kết nối đỏ vào đỏ này và vào cổng trắng này. Đấy, hai cổng R và L đằng sau của giải mã anh em nhé. Anh em kết nối đúng hai cổng R và L. Đấy. Và khi anh em kết nối này vào rồi, đấy, chúng ta đã có nguồn nhạc Bluetooth rồi phải không? Đấy. Chúng ta có nguồn nhạc Bluetooth rồi. Tôi mở tạm một bài nhạc nào đó. Đấy, tôi mở tạm một bài nhạc nào đó để cho anh em nghe qua. Đấy. Ví dụ tôi cứ ấn bừa đi. Đấy. Hiện tại đang là Bluetooth rồi nhá. Tôi kết nối dâu rồi. Để tôi xem mạng thế nào. Đấy. Anh em nhớ vặn volume lên nhá. Đấy, tôi vặn volume lên rồi. Đấy. Thế là xong, rất là đơn giản, cổng Bluetooth. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em là cổng USB nhá. USB thì chúng ta có thể sử dụng dây này. Đấy. Chúng ta sẽ kết nối thẳng vào máy tính. Đấy. Đây, chúng ta sẽ kết nối cắm vào cổng USB ở đây. Đấy, cắm đúng chiều. Đấy. Kết nối cổng USB ở đây cạnh Bluetooth. Và chúng ta một đầu còn lại chúng ta sẽ kết nối vào máy tính. Đấy, kết nối vào máy tính. Đấy, và chúng ta đã xong. Kết nối xong rồi thì chúng ta đồng thời chúng ta chuyển cổng anh em nhé. Đấy, chúng ta sẽ chuyển cổng. Đấy, ấn nút này nhé. Đấy, ấn một phát. Đấy, và đồng trục này. Ấn phát nữa về cổng quang này. Ấn phát nữa là về USB. Đấy, và chúng ta đã có nguồn nhạc. Đấy, tôi sẽ ấn bừa một bài. Đấy. Đã lên nhạc. Đấy. Rất đơn giản. Ngoài ra nếu mà anh em chơi USB này, chơi cổng USB, anh em kết nối cổng USB vào TV, sau đó lấy dây này anh em cắm trực tiếp vào sau TV. Đấy, là anh em chọn nhạc trên trên ấy luôn, trên TV luôn. Đấy. Rất là đơn giản. Hoặc anh em không cần kết nối dây USB này, anh em chỉ việc cắm USB vào sau TV và anh em chọn bài thôi, nó sẽ phát qua cổng quang xuống. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cổng quang. Cổng quang thì tôi đã kết nối sẵn một cổng quang ở đây để giúp anh em dễ dàng. Đây, ví dụ cổng quang này đi. Thì chúng ta đầu tiên về chúng ta phải rút cái lúm này ra này. Đấy, nhớ là phải rút cái lúm này ra, nhiều anh em quên đấy. Đấy, chúng ta rút cái lúm này ra này. Đấy, đã có cổng quang ở đây. Và bây giờ chúng ta kết nối. Đấy. Cổng quang này thì anh em thể để ý này. Cái chiều vát vát này. Vát vát xuống này. Đấy, anh em cắm đúng chiều, anh em ấn nhẹ cái là vào. Đấy. Không cần phải dùng lực mạnh, ấn rất là nhẹ là vào. Đấy. Và cổng còn lại là anh em cắm vào TV. Đấy, rất đơn giản. Đấy. Và khi anh em kết nối xong dây thì anh em phải chuyển về cổng OPT nhá. Đấy. Đấy, chuyển về cổng OPT này, có nghĩa là anh em đang sử dụng cổng quang này đấy. Đấy, OPT. Nếu mà anh em dùng cổng đồng trục cổng AUX thì anh em chuyển sang cổng AUX nha anh em nhá. Đấy, rất đơn giản thôi, kết nối rất đơn giản. Ngoài ra nếu mà anh em nào mà sau khi kết nối đầy đủ đấy, các thiết bị, các cổng ở trên âm ly và giải mã mà vẫn chưa ra nhạc thì còn anh em cần phải kiểm tra trên TV. Đấy. Anh em vào phần cài đặt này. Đấy, tôi sẽ vào phần cài đặt của TV. Đấy. Ấn nút hình cài đặt. Đấy. Và chúng ta chọn vào phần âm thanh nha anh em nhé. Đấy. Phần âm thanh. Đấy, anh em thể nhìn thấy đầu ra optical, hiện tại là cổng quang nhé. Optical cổng quang. Chúng ta sẽ chuyển sang cổng khác này, HDMI này. Đấy. Chuyển tiếp này. Bluetooth các thứ này. Loa trong của TV và cổng quang này. Đấy, cổng quang học này. Đấy, anh em chỉnh trên TV nhá. Đấy, kiểm tra kết nối đảm bảo đầy đủ các thứ thì chúng ta sẽ có giải mã rất ok. Đấy, ngoài ra thì anh em nào cần biết thêm về chi tiết về điều gì về con giải mã này, hoặc là anh cần tôi tư vấn về các con giải mã âm thanh của DAC, các con giải mã DAC,
thì anh em liên hệ trực tiếp đến tôi. Con này thì hiện tại tôi để với giá là 1.900.000, bảo hành toàn bộ là bảo hành cho anh em là 1 năm, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Mọi thông tin chi tiết thì anh em liên hệ số điện thoại 0963411622 hoặc 0828063336. Thông tin và mọi số điện thoại của tôi công bố ở phần mô tả dưới cái video anh em nhé. Anh em ấn hiển thị thêm vào ra. Anh em hãy like và đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất của tôi anh em nhé. Xin cảm ơn anh em.